Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn, sau đây là những nội dung chính. Quyền thống đốc tỉnh Kursk của Nga Alexei Smirnov trong bản báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin hôm 12 tháng 8, viết rằng quân đội Ukraine trong khi thực hiện chiến dịch xâm nhập tỉnh này đã sử dụng một số loại vũ khí hóa học. Cuối tuần qua, một nhóm công nhân làm việc cho tập đoàn năng lượng Rosetti ở khu vực Bilosky thuộc Kursk đã bị tấn công và nhiều quả đạn đối phương sử dụng trong đó có chứa vũ khí hóa học. Nhóm công nhân đã trú ẩn bên trong một đồn cảnh sát và sống sót. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát đã bị đầu độc trong vụ việc này, ông Smirnov cho hay. Cũng theo ông Smirnov, các lực lượng vũ trang Ukraine đang kiểm soát 28 khu dân cư ở vùng Kursk và hiện chưa rõ số phận của 2.000 người tại tỉnh này. Chỉ huy biên đội Akhmat khét tiếng nói gì về thông tin có lính Nga đầu hàng ở Kursk. Mới đây, phía Ukraine tôn tin đã có lính Nga đầu hàng khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng Akhmat đã phản ứng ngay với thông tin này. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, phó cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết không một binh sĩ nào của lực lượng đặc biệt mát đầu hàng theo hướng cơ sức. Alaudinov nói, kẻ thù bị đặt rất nhiều chuyện về việc các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt mát đầu hàng, nhưng điều thú vị nhất là không một chiến binh nào của chúng tôi đầu hàng. Trong khi đó, ngày 12 tháng 8, cục an ninh liên bang Nga (FSB) đã công bố đoạn video thẩm vấn một người lính Ukraine bị bắt ở vùng cướp của Nga. Đoạn phim được đăng trên ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta cho thấy Ruslan Poltoratsky, một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine. Người lính Ukraine cho biết, việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Tù nhân chiến tranh này cho biết, Ukraine được cho là hy vọng chiếm được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến cớt và Ben Gurot để chiếm thêm lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Người đàn ông này cũng cho biết, quân đội Ukraine được lệnh nổ súng vào cư dân địa phương trong trường hợp có sự kháng cự. Lính đánh thuê nước ngoài tham gia tấn công cướp mới đây, một đoạn video được cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB công bố hôm 12 tháng 8 về cuộc thẩm vấn một binh lính Ukraine bị bắt ở vùng Cớt cho biết, linh đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu cho quân đội Ukraine ở trên lãnh thổ Nga. Theo FSB, binh sĩ Ukraine xuất hiện trong video đang bị Nga bắt nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương vùng Cớt. Người đàn ông Ukraine 26 tuổi có tên Ruslan Potoraski tự nhận là thành viên của lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine và đang tham gia tấn công vào Cớt. Theo Potoraski, Lần đầu tiên anh ta nghe thấy tiếng trò chuyện bằng tiếng nước ngoài trên radio khi băng qua biên giới Nga và ban đầu nghĩ đó là một dạng nhiễu sóng. Họ nói bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và có thể cả tiếng Pháp. Tôi không hiểu, bảo đài nhắc lại và chỉ nghe thấy những câu trả lời vô nghĩa. Tuy nhiên sau đó, Potoroski nhận ra thông tin liên lạc là của bên mình bởi các quan chức quân đội Ukraine đang đáp lời. Ngoài ra, Potoroski còn đề cập tới một lữ đoàn gồm những người từng ngồi tù đang tham gia cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Cớt. Ukraine chiếm được 28 khu định cư với 2.000 cư dân ở Kert. Lực lượng Ukraine đã chiếm được 28 khu định cư ở vùng cớt, quyền thống đốc khu vực Alexei Smirnov cho biết trong cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin. Theo quyền thống đốc, có khoảng 2000 người trong các khu định cư do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Số phận của tất cả những người đó không được chính quyền Nga biết đến. Người đứng đầu khu vực lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã tăng nhiều lần. 194 quả đạn pháo đã được phóng vào khu vực, trong đó 147 quả bị bắn hạ. Hậu quả của các cuộc tấn công, 12 thường dân đã thiệt mạng, 121 người bị thương, bao gồm 10 trẻ em, ông cho biết. Việc tái định cư của cư dân đã được tổ chức từ 6 quận biên giới. Tổng cộng, các biện pháp sơ tán và tái định cư sẽ ảnh hưởng đến 180.000 người. Có tới 121.000 người đã rời đi, ông Smirnov nói với tổng thống Putin. Ông cho biết thêm, một con hào chống tăng dài 40 km đã được đào trong khu vực và 90 cứ điểm của trung đội đang được xây dựng theo chỉ dẫn của Bộ Quốc phòng. Độ sâu thâm nhập vào lãnh thổ vùng cơ là 12 km, chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km. Người đứng đầu vùng này nêu rõ hơn 76.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới của vùng Kursk. Sáng ngày 12 tháng 8, người đứng đầu quận Biloski, Nikolai Volobayev đã kêu gọi người dân địa phương sơ tán vì tình hình rất căng thẳng. Ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân nhân Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động thuộc lực lượng vũ trang Ukraine AFU nhằm đột phá vào các khu định cư Tonpino, Churavli và Oshi Korodes Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đàm phán hòa bình với Ukraine không thể thực hiện được khi mà Kiev vật tấn công dân thưởng và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân. Theo hãng tin RT, hôm 12 tháng 8, phát biểu tại cuộc gặp với các quan chức cấp cao Nga, ông Putin đã đề cập đến vụ đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào vùng biên giới Kursk và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Putin nhận định những hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy lý do Kiev từ chối tái xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột theo đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung gian đưa ra. Tổng thống Nga cho biết rõ ràng đối phương nhờ vào sự giúp đỡ của phương Tây đang nỗ lực cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai nhưng làm thế nào chúng ta có thể đàm phán với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân cũng theo ông một trong những mục tiêu chính của kiev khi tấn công vùng kursk là chuyển hướng chú ý khỏi donbass nơi các lực lượng nga đang dần giành được thêm quyền kiểm soát trong những tháng gần đây nhưng kết quả như thế nào tốc độ của chiến dịch tấn công không những không hề chậm lại mà còn đang gấp rút ông putin nhấn mạnh nhà lãnh đạo nga cho rằng bằng cách tấn công vùng kursk Ukraine muốn làm suy yếu tinh thần của người dân Nga như nhận được kết quả trái ngược khi mà lan sóng tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga và bảo vệ biên giới ngày càng tăng. Mục tiêu chính của Moscow trong giai đoạn này là để lùi các lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Đối phương sẽ nhận lại sự đáp trả xứng đáng. Tất cả các mục tiêu của chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được, ông Putin nhấn mạnh. Ukraine đã bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Theo giới truyền thông, cuộc tấn công của Ukraine có sự tham gia của một số lữ đoàn tình nguyện. Dù phía Kiev đã giành được một số ưu thế, nhưng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đợt tiến quân của Ukraine ở Kursk đã bị ngăn chặn. Quân đội Nga ước tính thiệt hại của các lực lượng Ukraine ở Kursk là khoảng 1.600 binh sĩ và 200 xe bọc thép. Hôm 11 tháng 8, Moscow còn cáo buộc Kiev tấn công bằng UAV vào nhà máy điện hạt nhân Zaburiatia, khiến một trong những tháp làm mát của cơ sở này bị hư hại. Quân đội Ukraine được cho là đang đào chiến hào để củng cố các vị trí đã giành được quyền kiểm soát trong vùng biên giới Kursk của Nga. Theo Kiev Post, dù không cung cấp hình ảnh về việc quân đội Ukraine đào chiến hào ở Kursk, nhưng hôm 11 tháng 8, phóng viên quân sự Nga Aleksandr Tichenko khẳng định binh sĩ Ukraine đã bắt đầu làm như vậy. Theo ông, hành động cố thủ của Ukraine sẽ khiến Nga càng gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi đối phương. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chuyển sang xung đột chiến hào ở khu vực Kursk. Nhiều đoàn xe bọc thép đã ngừng xuất hiện, binh sĩ Ukraine đang tiến lên và đối với Nga đây là dấu hiệu cực kỳ xấu. Đối phương đang bắt đầu có được chỗ đứng trên lãnh thổ Nga, ông Tichenko nói. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Ukraine cũng đưa tin nhiều máy xúc có thể được sử dụng để đào chiến hào đang được triển khai tới khu vực Kursk. Thông tin này củng cố nhận định Ukraine muốn cố thủ tại các vị trí đã giành được quyền kiểm soát ở Kursk, chứ không đơn thuần là một cuộc đột kích biên giới chấp nhoáng. Nếu các thông tin trên là đúng, điều đó có nghĩa việc Ukraine muốn chiếm đóng một phần khu vực Kursk của Nga trong thời gian dài đang được cân nhắc. Một số nhà bình luận tin rằng việc nắm giữ khu vực Kursk có thể là con bài mặt cả của Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga. Giữa lúc phần lớn chiến tuyến bên trong lãnh thổ Ukraine đang trở nên yên tĩnh, song nhiều ý kiến cho rằng cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk là nhằm phân tán lực lượng Nga khỏi các mặt trận. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã bất ngờ đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Giới quan chức quân sự cho biết Kiev đã triển khai hàng ngàn binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công bất ngờ này. Hôm 11 tháng 8, quân đội Nga thừa nhận Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga hơn 30 km ở một số nơi. Hơn 76.000 người dân ở khu vực Kursk đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.